mũi, họ phẫu thuật thừa ngày 2. Thì chẩn đoán trước mổ là viêm ruột thừa cấp, chẩn đoán sau mổ là viêm phúc mạc ruột thừa hoại tử. Phương pháp mổ là mổ nội soi, có dẫn lô đu la. Thì trong quá trình mổ thì nhận được là quan sát có dịch đục lượng nhiều, có cái dịch ổ bụng lượng nhiều, nhiều giải mạc, có dính lên đến gan. Và xung quanh cái chỗ ruột thừa thì có tìm thấy có sỏi phân ở đó. Thì bệnh nhân đã được hồi phẫu ngày 2. Thì hiện giờ thì còn đang bệnh nhân này, bệnh nhân còn tỉnh tiếp xúc tốt. Hầu quá, hầu quá, tôi nằm đi. Nó đi. Ống bụng thì vẫn còn đau ở chỗ hạ xương phải. Bụng còn hơi chứa. Bệnh nhân là đã suy hơi rồi, nhưng mà chưa đi cầu được. Ăn uống thì bệnh nhân vẫn còn ăn là còn ăn được chéo lỏng. Đi lại thì bệnh nhân cũng hạn chế đi vận động. Thì thấy dẫn lưu là dịch hôm nay, dịch hôm qua là ra khoảng là 20 lít. Dịch ở bàn trong nhưng mà ở dưới là có chặn ở mũ ở trong cái túi dịch. Còn hôm nay là dịch ra lên ống là khoảng lưỡi thôi thầy, nhưng mà dịch nó mau vàng. Ủa, túi đó từ lúc nào đến giờ? Dạ từ hồi qua giờ. Thì tính nó hồi que cái gì dạ, nha. Bây giờ mà cái túi buổi sáng nay mình khám thì mới thấy dịch 24 giờ, chứ đừng nói ngày hôm qua ra bao nhiêu, dạ. Sáng nay ra trong ống này nọ. Dạ. Nó tính 24 giờ. Dạ. Là tính từ sáng qua đến sáng nay ra bao nhiêu? Dạ. Dạ cái gì? Sáng nay là khoảng 20 ml. Như đó mà ra 20 đó hả? Như đó 20, trong túi 20 đó hả? Dạ, trong túi 20. Rồi, nó như thế nào? Dạ, khúc trên thì có... Bằng đục, không có khúc trên, khúc giữa, khúc dưới gì hết á. Có cặn ở dưới cái mịch thì nó đục thầy. Ừ. Nên cơ thể là mũ còn động trong túi đưa lại. Ừ, rồi ông cụ này là bao nhiêu tuổi? Dạ, 70 tuổi đó. Rồi, có bệnh lý nội khoa gì không? Dạ. Hình như có khí thủng không ta? Dạ. Có phải không? Có bệnh lý nội khoa gì không? Vi khuẩn mạc ruột thừa toàn bộ. Vi khuẩn mạc ruột thừa do họ tự ruột thừa. Biết rồi, khổ quá nha. Yeah. Mổ ngày thứ mấy rồi? Mổ ngày thứ 2. Bây giờ bệnh nhân tình trạng sao? Tình trạng bệnh nhân ăn uống được chưa? Dạ, bệnh nhân chỉ mới ăn được cháo lỏng. Xì hơi được rồi. Dạ, được rồi. Đi cầu được rồi. Dạ, chưa đi cầu được. Ừ. Tiểu bình thường. Dạ, tiểu bình thường. Ừ. Bệnh nhân vẫn còn hơi chứa. Hôm qua giờ ông cụ có làm sốt không? Dạ, không sốt rồi. Ừ. Thấy ông cụ thấy sáng nay tỉnh táo không ta? Quá khỏe không bác? Đi rồi, cái bụng thấy thì sao? Bụng chứng nhẹ. Nãy có ấn được cái bụng không? Rồi, bụng mềm chứ gì? Vẫn luôn còn ra dịch bằng đục. Nha, thì giờ dự đánh giá tình trạng bây giờ là sao? Đánh giá tình trạng thì bệnh nhân là tỉnh, sống tốt. Tình trạng ổn hay không ổn, chứ không phải là khám tôi nói đánh giá tình trạng sao là phải nói ổn hay không ổn. Tình trạng của bệnh nhân là ổn. Ừ, dự hậu trong những ngày tới có những vấn đề gì có thể xảy ra không? Dạ, theo em dự hậu thì có thể là vẫn còn là FC tồn lưu trong cái chỗ mổ này. Pháo xe tồn lưu, trong bụng còn cái dịch còn phản ứng viêm. Dạ. Hiểu không? Cho nên bệnh nhân này là còn bắt buộc phải dùng kháng sinh thêm một giờ không nữa. Dạ. Nhưng may mắn là gì là cái dịch viêm đấy. Cái dịch viêm ấy, yeah. nó ra được bên ngoài chứ nó không có động bên trong. Yeah. Cho nên trong những ngày tới theo dõi thì có khả năng là có thể có áp xe tồn lưu. Yeah. Nha, tại vì sao? Tại vì thôi đó, đừng. Tại vì bây giờ là còn nói chung là còn cái phản ứng viêm ở trong ổ bụng. Yeah. Nha, vết mổ thì sao? Thấy vết mổ thì sao? Vết mổ thì nó ổn hay không có xây gì đó, không có nhiễm trùng rồi. Rồi thôi, trình bày như thế là tốt. Nha, 8 điểm. Dạ. Thì có xe mổ phụ mổ gì không? Dạ không. Rồi, tất. Dạ.